luôn nhá. Đây là người thật việc thật, và là một cái buổi giao lưu tình cảm giữa anh em yêu hoa lan Nhâm Tuất, hội hoa lan Nhâm Tuất đi, tại vì bây giờ là cũng chưa thành lập chính thức đúng không đấy, cứ dạ tức là bây giờ là các anh đã nung nấu mấy tháng nay rồi đó, các anh nung nấu mấy tháng nay và chỉ có chờ cái thời cơ thời điểm thích hợp để tất cả anh em yêu hoa lan Nhâm Tuất là 1982 sẽ ra mắt hội. Thì ngày hôm nay là anh Danh cùng với cả anh Nguyễn Nam Tuấn á, anh Lê Ông, anh Hoàng Tùng, anh Tuệ, anh Tô Minh Tuệ đó, là có giao lưu một kỳ Bảo Duy dài 24 xăng với cả anh Nguyễn Tiến Huy đại diện cho nhà vườn Dũng Trang đó, với cái giá trị là bao nhiêu anh cứ nói luôn, 868 triệu đó. Đó là con số rất là đẹp và anh em đã bắt tay nhau và đã giao lưu với nhau cái kỳ này đấy. Chúc cho anh em hội hoa lan Nhâm Tuất là nuôi cây sang năm nhân giống phát triển cùng với cả anh em yêu lan cả nước. Sau đó là hội trưởng anh Trương Công Danh sẽ có trách nhiệm rằng là nhân giống để chia sẻ mang lại cái lợi nhuận kinh tế và phát triển cho hội đấy. Chúc mừng các anh em vỗ tay. Chuyển bầu trong đó hết hả? Mấy cái nào? Không tên. Không tên anh. Anh với anh ốc anh giúp chung đây. Chuyển hết rồi. Mê xe đà. Thấy ta? Của chị... dân Đà Lạt vậy? Không tên anh chốt của chị Hường gửi vào rồi gì đấy. Một cây chị Hường, hai cây của em đúng không? Một cây của Hùng, có đâu hai cây đâu, một cây của Hùng. Ba cây, ba chậu. Hai. Em giúp anh út có hai chậu thôi. Em rút đợt đấy, em rút anh út, chốt giúp anh út có 2 chậu. Còn 1 chậu anh út mua của ai em có rõ đâu. Hello bà con, chào cả nhà, chúc cả nhà một buổi chiều thật là ấm áp. Đầu xuân năm mới hôm nay là được đón anh Trương Công Danh cùng với cả anh em Nhâm Tuất lên giao lưu và chia sẻ cây giống. Đấy, hai ông đang bàn nhau về chuẩn bị chốt cây nào đó. Đang bóng bàn. Ok, để lát nữa em sẽ lấy. Đây bây giờ là đang bóng bàn Bảo Duy và Á Hậu là hai tiêu chí của anh em Nhâm Tuất. Bạn Trần Nhật Quang có nhu cầu thì inbox qua Messenger giúp mình nhé. Tức là để gõ búa anh. Năm mới 2022, em xin gửi lời kính chúc sức khỏe đến tất cả anh chị em yêu lan trên toàn quốc. Chúc tất cả các anh chị một năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài phát đạt. Đầu xuân năm mới thì anh em Nhâm Tuất đã bắt đầu hành trình cùng với cả anh Trương Công Danh. Mặc dù là hội Nhâm Tuất chưa chính thức thành lập như hội của anh em Giáp Tý, nhưng mà anh Danh cũng đã đi giao lưu tất cả các vườn và cũng đã có cái kế hoạch đề ra cho hội Nhâm Tuất là vào những giống gì và chiến lược làm những cây gì cho năm tới. Có đúng không anh Tuệ? Đúng không anh Tuệ? Đi chào tất cả nhà nhá. Đây. Tìm giống là một là Bảo Duy hay là không thêm. Dạ. Để làm cho anh em Nhâm Tuất làm kinh tế. Dạ. Tức là
anh em Giáp Tý thì đặt mục tiêu, đặt hướng đi là cây Bạch Tuyết. Đấy, thì anh em Nhâm Tuất lại có một cái hướng đi khác. Đấy, anh Danh có chia sẻ thêm gì nữa cho anh chị em đang theo dõi live stream cũng như anh chị em yêu lan toàn quốc về cái kế hoạch của hội nhóm Nhâm Tuất toàn quốc không? Sẽ tổ chức thành lập vào thời khoảng thời gian nào và số lượng thành viên là khoảng bao nhiêu thành viên ạ? Xin chia sẻ là hội Hoa Lan Nhâm Tuất là sẽ xin ra mắt vào là ngày thành lập á, là ngày 2 tháng 2 năm 2022, là dương lịch đấy hay là ngày dương lịch. Dạ. Và còn lấy ra mắt hội thì tầm khoảng tháng 3 hoặc tháng 4. Dạ. Đó. Tức là anh em sẽ ra mắt chào tất cả bà con và ra mắt vào khoảng ngày mùng 2 tháng 2 dương lịch. Còn hội chính thức thì sẽ rơi thành lập vào khoảng tháng 3. Đấy là lúc đấy là có chủ trương đường lối và biểu quyết và số lượng thành viên đúng không anh? Đúng rồi. Bây giờ là cũng đang kết nạp thành viên hội. Là khoảng bao nhiêu người rồi anh? Các tỉnh thành đó. Bây giờ là khoảng 150 người. Đó, mọi người có thấy không? Đang trong giai đoạn là xét duyệt thành viên. Tức là để mà vào được, để mà tham gia hội Nhâm Tuất thì cũng cần phải xét duyệt rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là nhà vườn uy tín. Thứ hai là những anh chị em tâm huyết với cả ngành lan. Và thứ ba nữa là những người tham gia vào hội là những người mà nhiệt huyết, không có bị điều tiếng, tai tiếng, phốt gì. Đó. Trên các trang mạng hay là những anh em nào khác báo là nhà vườn đó là không uy tín. Đó. Là sẽ không được xét duyệt vào... Chính vì cái lý do chọn lọc rất là kỹ lưỡng này nên là anh chị em yêu lan, những người mới vào chơi sau này á, sẽ có một cái nền tảng và cái hướng đi rất là ok ở chỗ rằng là các hội Giáp Tý này, các hội Nhâm Tuất này và hội Meo Meo đấy, có những nhà vườn uy tín rồi thì anh chị em cực kỳ yên tâm. Em xin chào 127 anh chị em ạ. Kính chúc tất cả anh chị em một năm mới tràn đầy sức khỏe, an khang thịnh vượng và gặt hái được nhiều thành công. Dạ, để một lát nữa thì... anh Huy sẽ lựa cây và đưa hình cho các anh, đưa cho các anh xem thực tế luôn để giao lưu. Đây là anh Đạo. Đây, Nguyễn Đức Anh. Nguyễn Đức Anh, chào anh. Nguyễn Đức Anh. Xin chào em Tám. Đó. Xin chào cả nhà. Em Tám tức là em lắm chuyện đó đúng không? Đấy. Tám thì bà Tám lắm chuyện, em Tám thì lắm chuyện thôi. Xin chào Nguyễn Đức Anh, người anh đã thất lạc bấy lâu. Đây, anh Huy xem giao lưu với cả anh Năm một cây gì đó. Dừng lại 2 giây, chia sẻ cho thầy đi. Mích. Đấy, anh đi sang bên kia. Anh em Nhâm Tuất ơi. Ôi, có cây rồi. Có lan là có tiền. Đây nha mọi người nhá. Với cái khí hậu ngoài Bắc mà nó đang bắt đầu rét đậm rồi á thì cây bắt đầu thắt ngọn rồi. Đó. Đây là những kỳ bảo duy 52 bắt đầu đóng ngọn rồi đấy ạ. Chỉ khoảng 1 tháng nữa thôi là có thể cắt hạ xuống để ươm kỳ rồi. Đấy, cây bây giờ nó đang đóng ngọn rồi.
Bảo Duy đấy. Đúng không? Nó ở trên thân tách xuống đấy. Đấy, đây là những kỳ Bảo Duy năm nhất ở trên thân trồng xuống, nó cũng không thua gì những kỳ 2 3 5 chen. Dạ. Cái này khoảng 30. Khoảng 30 32, khoảng 32. Dạ, khoảng 32 xăng. Những kỳ ở đầu mùa trên thân lách lách xuống nó cũng không thua gì những kỳ cắt khúc ươm đó, nó cũng rất là béo mập và già đạt chiều dài. Hello anh, em chào anh Thế Tùng. Vâng, anh Trương Công Danh cùng phu nhân và anh em Nhâm Tuất mới ra hồi chiều nay chị Hường ơi. Hôm qua thì anh Danh và anh em Nhâm Tuất đi giao lưu cùng anh em Hà Nội tại ASEAN Resort. Ngày hôm nay thì đoàn anh em Nhâm Tuất cùng với cả anh Danh thì có về chỗ vườn Lan Anh Tuyến Pháp. Và hôm nay, tối nay thì là dừng chân tại Hòa Bình để giao lưu cùng anh em ở Hòa Bình ạ. Anh Tuệ đứng, anh Tuệ Cao đứng gần vào cái chậu Phú Thọ này để cho mọi người nhìn thấy. Đây, anh Tuệ cao 1m75 nhưng mà đây là đang treo thôi. Nhưng mà cây nó cũng phải tương đương đấy. Mà ngón tay anh có phải ngón tay nải chuối không? Đấy, ngón tay dùi đục đấy. Đấy, đấy bà con nhìn Phú Thọ gì như cây mía. Đấy, em quay cái này để mọi người nhìn này. Mọi hôm không có người mẫu để đứng cạnh. Hôm nay có người mẫu đứng cạnh thì em quay cho mọi người nhìn. Đây là chưa phình hết. Chưa phình hết. Đó. Đây, một kỳ Bảo Duy. Được đấy. Dừng lại 2 giây chia sẻ cho thầy đi. Đó. Kỳ này khoảng tầm 23 phân, 22 phân. 28 cm em ạ. 28 cm. Đấy. Làm gì? 25 cm. Cái này chỉ 25 cm thì cũng đúng 25. Ủa, găng tay anh dài thế? Dài chứ. 25 cm. Cái này á? 25 cm. 25 hay 26 cm. 20 24 cm. Đúng. 24 cm. Đây thước đây. Đây, thước rồi. Lại anh bay lại. Ủa, 24. Đọc chuẩn luôn. 24 xem luôn. Thợ. Tay của em như vậy là... Cứ tay của em. Cứ tay của em là em là chuẩn. Đó. Anh em... Anh em chia sẻ một bài live stream mang tính chất rất là khách quan và anh em giao lưu tình cảm ở góc độ rằng là cùng nhau phát triển chào đón một năm mới 2022 rực rỡ. Đó. Đứng chụm vào đây tí để lên like. Đó. Anh em Nhâm Tuất. Chơi, anh Dũng chưa đói hết mà. À, chưa à. Mình chưa ôm cây vào. Cây đầu tiên của hội Nhâm Tuất đi xin được. Mọi người nhớ nha, hội anh em yêu Hoa Lan Nhâm Tuất sẽ ra mắt vào ngày mùng 2 tháng 2 dương lịch. Đó. Ngày dự kiến á, còn ngày chính thức thì có thể là muộn hơn. Vâng ạ, ngày chính thức thì có thể là muộn hơn. Nó tùy tình hình vào dịch bệnh mấy cả. Đó, anh em đang bóng bàn để đi. Rồi, đấy anh Huy ấy đâu? 868 không, tất 8 ý là anh à anh 868 à 868 868 rồi. Tức là ok thì không có gì đâu, tranh có 20 triệu à, nó có gì đâu. Đây anh Huy đứng vào đây, anh Huy đứng vào đây, đây là một cái anh cứ để cây này, đây anh Huy đứng sang bên này, đứng giữa anh
Đấy, anh Danh đứng đây. Đây ạ, em phát livestream trực tiếp luôn nhá. Đây là người thật việc thật và là một cái buổi giao lưu tình cảm giữa anh em hoa, yêu hoa lan, yêu hoa lan Nhâm Tuất, Nhâm Tuất, hội hoa lan Nhâm Tuất đi. Tại vì bây giờ là cũng chưa thành lập chính thức đúng không? Đấy, cứ dạ. Tức là bây giờ là các anh đã nung nấu mấy tháng nay rồi. Đó, các anh nung nấu mấy tháng nay và chỉ có chờ cái thời điểm thích hợp để tất cả anh em yêu hoa lan Nhâm Tuất là 1982 sẽ ra mắt hội. Thì ngày hôm nay là anh Danh cùng với cả anh Nguyễn Nam Tuấn, anh Lê Ông, anh Hoàng Tùng, anh Tuệ, anh Tô Minh Tuệ, đó là có giao lưu một kỳ Bảo Duy dài 24 xăng với cả anh Nguyễn Tiến Huy đại diện cho nhà vườn Dũng Trang. Đó, với cái giá trị là bao nhiêu anh cứ nói luôn, 868 triệu. Đó, đó là con số rất là đẹp và anh em đã bắt tay nhau và đã giao lưu với nhau cái kỳ này. Đấy, chúc cho anh em hội hoa lan Nhâm Tuất là nuôi cây sang năm nhân giống phát triển cùng với cả anh em yêu lan cả nước. Sau đó là hội trưởng anh Trương Công Danh sẽ có trách nhiệm rằng là nhân giống để chia sẻ mang lại cái lợi nhuận kinh tế và phát triển cho hội. Đấy, chúc mừng các anh em vỗ tay. Để anh em hoàn nhân tức về làm kinh tế. Dạ. Và em phải thay mặt anh em vừa làm Dũng Trang cảm ơn anh em Nhân Tuất đã cho tiền. Đấy. Cho thêm phát nữa. Đấy. Đây. Vừa hôm qua đấy nhá. Cảm ơn anh em. Em chào anh Vinh nhá. Đây anh Dũng này, anh Vinh ơi. Đã cho được một lần. Em chào anh Vinh nhá. Anh em Nhân Tuất cho thêm được 9-10 lần nữa thì anh em lại vẫn cảm ơn thêm. Đấy, anh Dũng hôm qua là hát cùng thần tượng thì cũng hơi khản giọng một tí nhưng mà vẫn nghe thấy tiền là cũng vẫn có phát biểu thêm. nhưng mà nãy em nói hay kỳ nha. Thì hai anh em là dùng dịch dây ảnh cái thằng thú. Thì dùng này kỳ kỳ nha. Ủa danh lượng kỳ khác. Đó, rất là vui, rất là phấn khởi khi mà thị trường hoa lan. Dạ. Anh Huy bóp cái đầu móc vào xong là để à đây. Dạ. Tí nữa lát nữa ra kia anh em mình chụp cái ảnh không? Ra ngoài này. Vâng, dạ lát nữa đâu ra ngoài này, lát nữa. Đó. Rất là vui, rất là phấn khởi khi mà thị trường cây lan đã khởi sắc trở lại khi mà tất cả các anh chị em yêu hoa lan toàn quốc gắn bó đoàn kết cùng nhau phát triển. Các hội như hội Meo Meo, hội Giáp Tý và sắp tới đây là hội Nhâm Tuất. Các anh đã đóng góp cho thị trường rất là nhiều và nhiệt huyết rất là truyền rất là nhiều lửa cho anh em trong cái giai đoạn này. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả anh em các hội 1987, 1984 và 1982. Đó. Đây thường là đứng đây, thường là đứng chỗ này. Dạ. Xin phép kính chào tất cả mọi người. Sau đây là em xin phép mọi người em xuống like để chụp cho anh em Nhâm Tuất cùng với cả anh em một tấm hình kỷ niệm. Đó, chúc mọi người sức khỏe, thành công và một năm mới an khang thịnh vượng. Em xin chào mọi người ạ.